Chào các bác nhá. Bên cạnh cái việc cung cấp những cái loa với chất lượng âm thanh tốt nhất, loa chép nhá, cho các bác là anh em thợ bẫy xẻ chuyên nghiệp, thì bên shop cũng có cung cấp thêm được các bác xào bẫy nhá. Xào bẫy hôm nay giới thiệu với các bác cái mẫu xào bẫy xẻ nhá. Mẫu xào bẫy xẻ đây, rồi keo đánh xẻ đây nha các bác nhá. Keo đánh xẻ, keo cứng, keo mềm đủ hết nhá. Đây này, đầu tiên ấy, đây là cái cây xào rút các bác nhá. Chúng ta sẽ dùng cây xào rút này ấy, nó là cái loại này là cây 5m này các bác này, 5m, nó là 5m thôi, nhưng mà các bác sẽ để lại khúc trên cùng, mình chỉ dùng tới 4m thôi, nhưng nếu mà rút cả 5m dương lên nó sẽ hơi yếu. Cái xào này thì được cái là nó gọn gàng nhé, gọn gàng. Các bác xoáy ra, các lưu ý này, xoáy ra là nhổ lên này, cái xoáy vào ấy là nó khóa khớp lại, để nó khóa cây xào lại nhé. Thì các bác rút nó lên theo ý chiều cao, theo ý của mình nhé. Thế còn các bác xoáy vào là sẽ là khóa trên đỉnh cái xào này, trên đỉnh cái xào này thì sẽ có cho các bác là cái cối ren, cái cối ren nhé. Thì đây là mình sẽ chế vào cái chữ Y, đây các bác nhìn này, chữ Y có ốc này, các bác xoáy vào đây, cái này để cho nó ngọn trơn chu thì các bác nên cho nó tinh dầu vào nhé, các bác xoáy chặt vào. Đây, chữ Y này thì hai cái này ấy là chìa ra hai que để mình cuốn keo. Thế còn cái này là cái để cho các bác móc vào trong cột điện để con làm cái móc treo nhé, móc treo các bác nhé. Thì khi đánh các bác đưa lên đây, rút lên như này và mình kiếm cái điện thế mình móc nhé. Thế còn cái xào cuốn keo nhé, xào cuốn keo các bác này thì sẽ là cây phi 10, cây phi 10 nhé. Cái đợt này là cây phi 10 rất là đẹp. Đây cây phi 10 đây. Các bác cắm vào đây. Đây đã làm cho các bác cái tay để xoáy ốc này. Các bác xoáy ốc ra nhé, xong cắm nó vào. Đây các bác cắm vào. Cắm vào xong rồi các bác này siết ốc lại nhé. Các bác siết ốc lại. Đấy. Và bên này nữa. Rồi. Rồi. Như vậy là sẽ đã hoàn thành một cây xào đánh xẻ nhé. Xào ngoài này là cái xào để các bác cuốn keo này. Có cuốn keo. Cái xào ngoài này là xào phi 10. Xào phi 10 các bác nhé. Chiều dài của nó là 1m2. Mình cắm keo, cuốn keo sang còn lại cái chỗ này ấy, để mình cầm mình rút vào đây nhé các bác nhá. Xong các bác khóa mấy ốc rồi nè, khóa chặt ốc rồi nè, rồi là mình đưa lên nhá, đưa lên, cho nên kiếm cái lỗ cột điện ấy là mình móc vào các bác nhá. Đây này, ví dụ như này, có cột này. Thế là mình tiến hành mình đánh đi nhá. Cái này thì rất là đơn giản, rất đơn giản các bác nhá. Đó. Rồi. Thế xong rồi các bác lại tháo cái ốc này ra. Thì sẽ lấy được cái xào, cái cuộn que cuốn keo ra nhé. Rồi. Rồi. Và các bác có thể là để nguyên chữ Y cầm hoặc là tháo chữ Y ra. Đây, chọn bộ cái này là chọn bộ cái xào đấy xẻ các bác nhé. Toàn bộ xào này sẽ là 450 các bác nhá. Thông báo giá công khai các bác nắm được để các bác tiện thể mua hàng luôn nhá. Đây. Toàn bộ gồm có một cây xào chính, hai cây cuốn keo và một cây chữ Y sẽ là 450.000 các bác nhá. 450.000 cho toàn bộ xào xẻ này nhá. Rồi các bác có nhu cầu thì các bác vui lòng liên hệ trực tiếp với shop nhá. Rồi xin cảm ơn. Chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong những